Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có chỉ đạo khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ y tế các ngành về việc tăng cường giám sát kê đơn sử dụng thuốc virus trong điều trị cúm. Theo phản ánh trên một số phương tiện thông tin truyền thông, hiện đang có tình trạng người dân tự tìm mua thuốc Tamiflu chứa hoạt chất Oseltamivir để điều trị cúm. Tuy nhiên, theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đây là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm, nghi ngờ hoặc xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ, do làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc, dẫn đến những tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế. Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm, trong thời gian gần đây, số trường hợp mắc hội chứng cúm hiện nay không có sự khác biệt so với những năm trước đây. Tuy nhiên, số nhập viện có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, trong đó phần lớn là các trường hợp nhiễm cúm A, không phải chủng động lực cao khi từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện các chủng cúm A có động lực cao.